Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách làm mờ một cái video. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đưa cái video vào. Nếu các bạn chưa có video trong mục Media thì chúng ta sẽ nhấp vào cái dấu cộng để chúng ta chọn cái mục là Import Media để đưa cái video vào cái khung Media như thế này. Sau khi đưa video vào rồi thì chúng ta sẽ đưa nó xuống dưới cái thanh timeline bằng cách các bạn sẽ nhấp phải và chọn Add to Timeline và đưa nó xuống dưới cái chất 1 là cái chất đầu tiên. Sau khi các bạn đưa xuống rồi thì chúng ta có thể phóng to cái video lên để dễ theo dõi và có những cái điều chỉnh. Để làm mờ video thì các bạn sẽ chọn cho mình cái mục là Annotation và chọn đến cái mục có cái hình giọt nước thế này có cái tên là Special. Sau khi các bạn đã chọn vào cái mục Special rồi thì ở đây có hai cách để chúng ta làm mờ. Đầu tiên thì các bạn chọn đến thời điểm mà các bạn muốn làm mờ. Sau đó thì các bạn sẽ nhấp chuột trái và kéo nó qua như thế này. Thì mặc định của nó chỉ có một cái khung nhỏ như thế này thôi. Thì chúng ta sẽ kéo cho nó to ra. Kéo to ra bằng cả cái khung của màn hình các bạn nhé. Rồi như vậy là chúng ta đã kéo to ra bằng cái khung của màn hình. Và ở bên phía tay phải này, trong mục Annotation Property thì các bạn sẽ thấy nó có cái mục là Intensity và đang ở mức 100%, thì các bạn sẽ kéo nó thấp xuống như thế này. Đó, thì các bạn muốn cái mức độ làm mờ bao nhiêu thì chúng ta sẽ tùy chỉnh cái phần trăm của nó. Đây mình có thể kéo về 0 thì các bạn thấy là giống như cái hình ban đầu, còn nếu các bạn kéo nó lên như thế này đó. Rồi tùy thuộc vào cái nội dung mà các bạn sẽ chọn cho nó một cái thông số thích hợp ở đây. Thời gian mặc định của hiệu ứng này là trong thời gian là 5 giây. Do vậy mà nếu các bạn muốn sau 5 giây này mà nó vẫn tiếp tục mờ thì các bạn sẽ kéo cái thời điểm này cho nó dài ra như thế này. Hoặc là các bạn chỉ muốn nó mờ đi trong khoảng thời gian 1 hoặc 2 giây thì chúng ta sẽ chỉnh lại thông số này bằng cách là kéo cho nó nhỏ lại. Rồi sau cái thời gian này thì video sẽ trở về cái tình trạng bình thường. Do vậy mà nếu các bạn muốn tới một cái cảnh khác mà nó cũng mờ thì cái việc đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần copy hiệu ứng này và dán nó ra. Mình sẽ làm mờ cái đoạn này bằng cách là mình sẽ copy. Sau đó mình sẽ nhấp phải chuột và mình sẽ chọn là Path. Và kéo đến cái thời điểm mà các bạn muốn làm mờ. Thì các bạn thấy là nó đã mờ đi cái cảnh này. Và để điều chỉnh thời gian thì các bạn cũng sẽ nhấp vào đây và các bạn sẽ kéo rộng hoặc là thu hẹp lại. Rồi như vậy là mình vừa làm mờ xong bằng cái cách là chúng ta sẽ chọn vào cái một giọt nước có tên là Blue thế này. Ngoài ra thì có một cái cách làm mờ nữa. Nó có tên gọi là Pixel. Thì về nguyên tắc thì nó cũng sẽ làm mờ. Tuy nhiên là cái hình làm mờ thì nó sẽ khác. Các bạn sẽ nhấp chuột và chúng ta lại kéo qua đây. Và dĩ nhiên theo cái mặc định thì chúng ta sẽ kéo cho nó rộng ra. Ở cái hiệu ứng này thì nó theo dạng Pixel. Do đó mà cái cách hiển thị thì nó khác so với cách làm mờ đầu tiên các bạn nhé. Là mình sẽ xem lại nhé. Đây. Đấy, cái cách làm mờ như thế này. Còn cái cách làm mờ bằng pixel thì các bạn thấy là nó sẽ hiện giống như những cái pixel. Về cái nguyên tắc chỉnh thì các bạn cũng sẽ làm tương tự. Chúng ta sẽ kéo cái mục pixel này cho nó thấp xuống. Đây. Thì nó sẽ bắt đầu hiện dần dần ra cái hình của chúng ta. Và dĩ nhiên là tùy thuộc vào cái nội dung mà chúng ta sẽ chỉnh lại cái thông số này sao cho nó phù hợp. Như vậy là trong cái mục Special này thì chúng ta có hai cách để làm mờ một cái video theo hai cái hướng, hai cái dạng khác nhau. Và mình xin tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn.